Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Dây Sa Đéc. Nam lại tiếp tục lên Lokey Phô Hoa Dây Mỹ các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ lên những sản phẩm tông cao trước nha anh em. Trước tiên chúng ta có cặp số 1 tông cao thoát thân K16 các bạn. Thoát thân K16 và hoành 28 cm, hoành 28 mình đo vị trí eo nha anh em. Còn cái bệ đế thì rất là to và cao, hoành đế thì mình không có đo, bằng hoành cũ mình không có đo. Cây rất là cây nha anh em, cây đầu tiên cặp số 1 các bạn. Rồi anh em quan sát lên cái thứ hai luôn bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cây thứ hai các bạn. Cây thứ hai có cao tàng thiên nhiên luôn nha anh em. Cây này có thông số hoành là 24 các bạn, cao 1m4, củ cũng to và đặc luôn nha anh em. Hoành 24 cũng 1m4, hoành 24 cao 1m4. Cây này mình giao lưu anh em cặp số 1 và cặp số 1 Zalo anh em 750 bao ship nha anh em. 750 bao ship cho anh em cả cặp số 1 cao. Cái rất là lực các bạn. Rồi xuống cây luôn anh em. Rồi tiếp theo chúng ta đến cặp thứ hai cũng tông cao luôn các bạn. Cặp thứ hai này cây đầu tiên này có thông số là hoành 24. Dây cao 1m5. Móc cốt rất là cao nha anh em, hoành 24 cao 1m5. Rồi chúng ta lên cái thứ hai luôn các bạn. Rồi cái thứ hai của cặp thứ hai này thì có thông số là hoành 22, và cao 140, hơn 140 cm xíu ạ, như cao 1m4 đi, hoành 22 các bạn. Cặp số 2 là mình giao lưu anh em 450 bao ship nha anh em, 450 bao ship cặp cao bạn. Những cây tông cao này thì cước rất là đắt nha anh em, mình chấp nhận bao ship cước cho anh em toàn quốc luôn các bạn. 450 bao ship cặp số 2, hai cây. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo chúng ta đến cặp thứ ba các bạn. Cặp thứ ba là một cặp tông thấp anh em. Cái đầu tiên của cặp thứ ba này thì nó có thông số là hoành 27. Hoành 27 là mình dẫn vị trí đo của hoành cổ nha anh em. Còn hoành cục đế thì to và đặc hơn. Cục đế là hoành khoảng 50 mình không có đo. Nó hoành cổ 27 thôi. Và cao 1m nha anh em. Rồi cái đầu tiên của cặp thứ ba. Xuống cây lên cây thứ hai luôn mà. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cây thứ hai của cặp thứ ba, cây to và rất là lực anh em. Cây này hoành 28 thì cao 86 cm các bạn. 28 thì cao 86, cặp to lực khổng lồ. Mình giao lưu anh em 350, xin lỗi anh em 650 các bạn, 650 bao ship nè, 350.000 cây. Anh em mua giao lưu cặp mình tính anh em 650.000 cặp bao ship rồi. Xuống cây luôn nè. Đây là cái cặp thứ ba nè anh em. Cây rất là to luôn. Rất là to, 650 bao ship anh em cặp thứ ba. Rất là lực cây luôn mà. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cặp thứ tư các bạn. Cái đầu tiên cặp thứ tư hoành 27 cặp 79 nè anh em. Hoành 27 cặp 79 nha anh em. Rồi anh quan sát mình xuống cây lên cây tiếp theo luôn các bạn. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi cây thứ hai của cặp thứ tư. Cây này có thông số là cao 86 với hoành 20, mình đeo vị trí của heo, còn cái đế thì rất là to rồi bạn. Cây thứ hai của cặp thứ tư. Rồi anh em quan sát mình xuống cây luôn em. Rồi mình để hai con kế bên cho anh em dễ xem luôn bạn. Đây là cặp thứ tư nè anh em. Hai phôi rất là đẹp trai luôn. Cặp này mình giao lưu anh em 420k bao ship bạn. 420 bao ship cho anh em cặp thứ tư nha anh em, hai phôi. Tính là có 201.000 cây thôi bạn mà cây phôi rất là to. Và không đế sổ rất là dài bằng cây bao sống bao xếp toàn quốc luôn nha anh em. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cặp thứ 5. Cặp thứ 5 đây là cái phôi cũ của video ngày hôm trước các bạn. Em thanh lý lại rẻ cho anh em nha. Cặp này video trước mình giao lưu anh em 450 bao xếp một cặp nè. Em giao lưu anh em 400 thôi. Siêu giá 400 cây đầu tiên. Cây cặp thứ 5. Cây đầu tiên của cặp thứ 5 nha anh em. Cây này thì nó có thông số là hoành 25 các bạn. Xin lỗi anh em. Hoành 26 các bạn. Hoành 26 và cao 65. Cây rất là lực các bạn. Rồi đến cây thứ hai luôn em ơi. Rồi đây là cây thứ hai các bạn. Cây thứ hai của cặp thứ 5. Cặp này thì mình giao luôn em 400k bao ship các bạn. 400k bao ship cặp thứ 5. 200.000 cây, cây rất là to các bạn. Đây, cặp thứ 5, 400k bao ship. Cây rất là lực luôn nha anh em. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cặp thứ 6 các bạn. Cặp thứ 6. Cây đầu tiên của cặp thứ 6 này thì nó có thông số là hoành 19 thôi à, 82 nha anh em.
còn 19K82. Anh em quan sát cái mình xuống cây luôn bạn, xuống cây lên cây tiếp theo luôn em ơi. Rồi đây là cây thứ hai, một phôi lực dán bay, cục rễ rất là to, thông số hoành 25 các bạn, hoành 25 và cao 79, dán bay 79 nha anh em, hoành 25 và bay 79. Rồi anh em quan sát tổng thể xuống cây luôn bạn, rồi đã hai con cái bên cho anh em dễ xem luôn nha anh em. Và đây cặp thứ sáu các bạn. Dạ luôn anh em, 400k bao ship luôn nha anh em. 400k bao ship cặp thứ 6 luôn các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến cặp thứ 7 các bạn. Cặp thứ 7 cây này nó có thông số là hoành 18 các bạn. 18 cơ 78. Cây đầu tiên nha anh em. Rồi lên cái tiếp theo luôn các bạn. Cây tiếp theo này thì có thông số là hoành 17 cơ 78 luôn các bạn. Cặp này dạ luôn anh em 350 bao ship nha anh em. 350 bao ship cây cặp số 7 các bạn. Hai con nè bạn, rất là lực luôn nha anh em. Lên cặp tiếp theo luôn các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cặp thứ 8 cái đầu tiên mà, cây tặng thiên nhiên nha anh em. Cây này thông số hoành 20 rồi, hoành 20 và cao 90. Cặp này cũng giao luôn anh em 350 bao ship luôn các bạn. 350 bao ship cho anh em cặp thứ 8 nha anh em. Rồi, cây tiếp theo nè các bạn. Cây thứ hai nè, rất là lực cây luôn các bạn. Hoành 19K86 các bạn. Rồi 350 bao ship. Anh em quan sát mình xuống cây luôn các bạn. Cho hai con đứng kế bên cho anh em dễ xem luôn. Rồi đây các bạn, 350 bao ship nha anh em. Rồi chúng ta lên cặp tiếp theo. Rồi tiếp theo thì chúng ta còn một cặp. Một cặp hai con các bạn. Hai con mà thông số không giống nhau nha anh em. Còn hai con lẻ mình gấp cặp luôn bạn. Cây đầu tiên này lùng lực nè. Cây này thì mình chưa đo thông số mà. Quán ở đúng rồi, quán vị trí đó. Vị trí này hoàn được 28 các bạn. 28 quả trên đó nha nè, còn cái cũ thì rất là to luôn các bạn. Cái cũ này chắc tầm khoảng 50 á nè. 58 luôn các bạn. Rồi một cái con lực, còn một con nữa không có giống thông số mình đưa lên luôn các bạn. Rồi cái con này là con Tam Tài. Con Tam Tài thì thông số hoành 18 thì cao 78 các bạn. Cái cặp không giống nhau này, mình giao luôn anh em 380 thôi các bạn. 380 bao ship luôn nha nè. 380 bao ship anh em cặp này luôn bạn. Rồi anh em quan sát tổng thêm xuống cây luôn nha nè. Và tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem một số cây giống hoa giấy Ấn Độ giao lưu luôn nha nè. Và tiếp theo thì mình sẽ quay cho các bạn xem một số cây phôi hoa giấy Ấn Độ. Đây là một số cây phôi hoa giấy Ấn Độ riêng các bạn. Cái này thì mình cũng còn ở không nhiều bạn, vài trăm cây thôi nè, mình sẽ thanh lý cho anh em giá rẻ nha nè. Cây riêng thì gốc cũng to bằng ngón tay cái hoặc to như thế này. Là cây mình trồng rất là lâu năm và thần chậu các bạn. Cho nên là cây nó đế rất là đẹp. Đây một số cây mình vỗ sẵn đây. Mấy cây này là mình sẽ ship cho các bạn đây. Đó, do cây thần chậu đấy, cho nên cây nào cũng đế rất là đẹp luôn. Bó trong chậu hết luôn. Cái này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn 65.000 cây, thanh lý từ 10 cây nha anh em. Và một số cây này thì mình sẽ ship cho khách. Còn hàng các bạn đặt thì mình sẽ khui nha. Tức là mình sẽ khui từ từ các bạn, chứ mình không khui ra nhiều. Tại do những cây này thì khui ra để lâu thì nó sẽ bị khô các bạn. Đây là một số cây mình sẽ giao cho khách ngay lập tức đây. Rồi cây bạn đặt thì mình sẽ chưa khui. Anh em đặt số lượng bao nhiêu mình mới khui nha anh em. Tạm thời thì chúng ta vẫn còn để trong cái chậu đen như thế này. Đó, đặng cho nó đừng có bị héo các bạn. Anh em đặt thì mình mới khui ra nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ quay cái mặt hoa của nó cho các bạn xem. Cho các bạn, một số bạn nào chưa có biết cái dòng hoa Ấn Độ đổi màu này á, thì các bạn nắm vững hơn nha. Cái nhận dạng của nó thì lá nó to hơn nè. Và cái đọt của nó bập bầm như thế này bạn. Tức là một cánh bông nó có thể cho ra rất là nhiều màu luôn, giống như cái lá này các bạn. Những cái vết lon lon này là một cái bông nó sẽ lon lon giống như vậy á. Rồi mình sẽ quay mặt hoa cho các bạn xem luôn. Ở đây là cái cây giống hoa giấy Ấn Độ đó các bạn. Cây giống hoa giấy Ấn Độ là cái mặt bông của nó nè, cây giống nó già nên nó lên bông luôn các bạn. Mình đây cũng còn cũng khoảng 600-700 vậy các bạn, 600-700 bầu vậy nha em. Này mình thanh lý rẻ cho anh em luôn nha. Cây rất là già luôn nè. Cây già nua luôn. Và rễ thì bao khỏe. Cây này do nó quá cao đó, cho nên là mình đã cơi đi cơi lại rất là nhiều lần rồi. Cho nên là cái tàn của nó, cái mầm của nó nè các bạn. Đây ngay chân vị trí mình cơi đọt rồi, nó sẽ nhảy 2-3 đọt luôn nha anh em. Cây rất là khỏe. Cây này mình sẽ thanh lý cho anh em 10.000 cây các bạn. 10.000 bao ship cho anh em từ 50 cây nha anh em. Anh em mua 100 cây được tặng thêm 10 cây, 100 cây được tặng thêm 10 cây và bao ship cho anh em luôn nha.
Đây là mình sale giá banh sát luôn, đang đang mình ra hàng mới đó các bạn. Cây cực kỳ già luôn. Cây này là cây nhỏ nè. Còn này là hâm lớn, hâm nhỏ lớn lộn xộn nha anh em. Hâm lớn hâm nhỏ thì nhỏ hơn tới Úc mình, hâm lớn thì bự hơn tới Úc nha, gần bằng cái cái qua. Này nhỏ lớn lộn xộn. Thanh lý cũng lộn xộn luôn bạn. Do cây nó trong bầu á, hết dinh dưỡng rồi, nó ra mỗi có màu à. Thế anh em về trồng tốt ra nhiều màu luôn nha anh em. Màu nó sặc sỡ nè. Mình quay mặt bông nó cho bạn xem nha. Đó, cái mặt bông có Ấn Độ nữa các bạn. Này là nó tàn nha anh em. Nó tàn nó xuống màu rồi đó. Cho nên mà nó đương sắc xuân của nó, cái màu nó đẹp đó các bạn. Đó. Bông nó chuyển màu nhân sang từng ngày nha anh em. Đây cũng có một chùm nữa các bạn. Này bông nó cũng có hiện tượng nó già bông rồi, nó tàn. Cho nên cái màu nó cũng chưa được tươi hung nữa nè. Đây này con chùm này cũng đẹp nè. Đó đương thời nó sắc sỡ lắm. Này nó mới nở nữa bà. Đó, mới nở và nó lớn lên nó sẽ chuyển màu. Chuyển màu và nó sẽ chuyển màu nhạt thêm. Rồi nó mới bắt đầu nó mới tàn, nó mới rụng như nè. Đây là mặt hoa giấy Ấn Độ.